Khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua tại khu vực biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ đuối nước khiến một người đàn ông tử vong. Vào thời điểm trên, người dân tắm biển đã phát hiện hai người bị đuối nước nên tri hô cùng nhau bơi ra cứu vớt. Hai nạn nhân là ông TQN, sinh năm 1970, ngụ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam và em THA, sinh năm 2006, con gái ông N. Dù được người dân khẩn trương đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu và sau đó đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên ông N đã tử vong, em A may mắn được cứu sống. Người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ đuối nước, biển có sóng mạnh.